SJC bị bán sàn trong phiên khiến nhiều cổ phiếu khu công nghiệp khác cũng gặp áp lực theo. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để mua vào với những cổ phiếu khu công nghiệp đã có dòng tiền vào trước đó. Hôm nay, tâm điểm của thị trường là nhóm banh có dòng tiền vào khá là tốt, phần còn lại thì giao dịch khá là bình thường quanh tham chiếu. Tuy nhiên, đến phiên chiều thì SJC đột nhiên trong phiên có những thời điểm là cổ phiếu này giảm sàn với một cái thanh khoản khá là lớn. Nó cũng khiến cho một số những cổ phiếu khác nó gặp áp lực bán theo, thí dụ như GVR hoặc là PHR và một số những cổ phiếu khác có những thời điểm tăng rất mạnh nhưng cuối phiên thì bị bán ngược trở lại. Tuy nhiên, sự điều chỉnh này mình đánh giá là một sự điều chỉnh khá là bình thường và cơ hội sẽ đến trong phiên ngày mai khi cổ phiếu nhóm khu nghiệp tiếp tục có sự điều chỉnh. Trong đó mình quan tâm nhất là cổ phiếu GVR. Đây là cổ phiếu trong thời gian vừa qua nó đã có dòng tiền vào tương đối là quyết liệt và rất là lớn. Nó đã tạo ra được đà tăng giá kéo dài và hôm nay mới chỉ là một phiên chỉnh đầu tiên thôi thì dòng tiền lớn nó sẽ chưa thể nào thoát ra được. Vẫn theo công thức và nguyên tắc mình đã phân tích rất nhiều lần trên các video của mình, đó chính là một cổ phiếu nó đã có dòng tiền vào mạnh và có đà tăng giá mạnh thì với chỉ 1 đến 2 phiên chỉnh thì dòng tiền lớn sẽ không thể nào thoát ra được và nó sẽ cần phải có những nhịp giật đỉnh 2 đỉnh 3 thì cổ phiếu mới có thể phân phối hết hàng được nếu như mà nó có ý định quay đầu. Giống như cổ phiếu TVB, trước đó ngày 25 tháng 1 thì mình cũng đã có ra một video phân tích về cái điểm mua của cổ phiếu TVB. Trước đó nó cũng có một đà tăng rất mạnh và dòng tiền vào liên tục trong những phiên trước đó thì một cổ phiếu nó đã có dòng tiền vào rồi nó sẽ không thể nào mà gãy được luôn. Nên ngày 25 tháng 1 thì mình đã có phân tích là cái điểm mua của cổ phiếu TVB với phương pháp mua pullback để có thể ăn được cái nhịp đánh số 2. Hôm nay thì cũng là một minh chứng cho thấy được là chúng ta cứ tập trung vào những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu có dòng tiền vào thì nó sẽ có độ an toàn và đem lại những mức lợi nhuận rất tốt cho chúng ta. Trong ngày 26 tháng 1 sau đó thì mình cũng đã có khuyến nghị cho room mình mua cổ phiếu TVB ở vùng giá là 7.1 đến 7.2 thì đến hôm nay khai xuân là cũng ăn được nguyên một cây trần, hiện tại đang lãi khoảng tầm là 9% khá là tốt. Anh em nào hôm trước mà có xem video của mình mà mua được TVB thì mình cũng xin gửi lời chúc mừng nhé. Với những phương pháp và công thức tương tự thì mình đánh giá GVR cũng là một trong những cổ phiếu mà nó có dòng tiền vào mạnh. Ngày mai khi cổ phiếu nó có nhịp điều chỉnh tiếp diễn về quanh cái vùng giá 24.5 thì anh em có thể cân nhắc tham gia đối với cổ phiếu của GVR nhé. Ngoài TVB ra thì hôm nay room mình cũng ăn được VGS. Đây là cổ phiếu tăng mạnh nhất nhóm thép trong ngày hôm nay. Hôm trước thì mình cũng đã có phân tích cũng như là khuyến nghị trong room mình mua ở vùng giá 21.8 đến 22.4. Tạm thời hiện tại cũng đang lãi khoảng tầm là 4%. Đầu xuân mở cửa thấy danh mục xanh tím như này thì cũng khá là vui anh em ạ. Anh em nào thấy ok và muốn tham gia room VIP với mình thì cứ inbox cho mình nhé.